xe đạp thể thao VIP chúng con xin chào bạn. Shop xe đạp thể thao VIP, shop bán xe đạp online số 1 tại Việt Nam, luôn có đủ xe, đủ màu, đủ size của nhiều thương hiệu, đủ chủng loại, nhiều màu sắc, nhiều cấu hình, nhiều kích cỡ và nhiều mức giá để bạn lựa chọn. Đến shop bạn dễ dàng mua cho mình được chiếc xe đạp phù hợp dù bạn ở bất cứ nơi đâu, sẽ vẫn có người mang xe đến tận nhà cho bạn, không cần phải đi đâu xa. Đến với shop xe đạp thể thao VIP, mua xe tốt, giá tốt, nhận xe tại nhà, thanh toán tại nhà. Ngoài ra, shop xe đạp thể thao VIP chúng con còn bán rất nhiều đồ chơi và phụ kiện như quần áo, mũ, găng tay, đèn còi, đèn hậu. Và trong video này thì shop đang mở rất nhiều đèn. Vâng, đây chỉ là một phần đèn trong video này shop sẽ giới thiệu tới bạn, như đèn một pha zoom, đèn ba pha, đèn một pha chiếu sáng, đèn còi, có tá để điện thoại, đèn chống trộm, đèn xi nhan, đèn hậu và một số phụ kiện dành cho đèn khi cần thay thế như là pin hay cục sạc. Và từng đèn shop sẽ giới thiệu chi tiết cũng như là chia sẻ tới bạn cách sử dụng, lắp đặt, sử dụng bền nhất, tốt nhất. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao vip.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi, hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Vâng, trong video này shop giới thiệu chi tiết và bán tới bạn đồ chơi dành cho xe đạp thể thao. Đây là chiếc đèn xi nhan, đèn hậu, model LI6700, model LI6700. Vâng, đây là một hộp đèn được nhập khẩu nguyên chiếc về bạn nha. Vâng, đây như bạn thấy những cái thông tin được hãng giới thiệu trên này rất là đầy đủ. Có một khiển trên tay lái, có nhiều màu bạn nha, xi nhan thì là màu vàng. Vâng, hộp đèn mở ra. Đầu tiên, đó là một chiếc đèn. Đây là chiếc đèn hậu, đó, đèn xi nhan. Tiếp theo, bộ điều khiển không dây lắp trên tay lái. Chấu này là lắp trên tay lái này. Hai chiếc cao su để bạn quạt vào yên hay là trên đằng trước phần xe đều được. Cục pin lắp cho bộ điều khiển. Và dây sạc. Vâng, dây sạc. Và ngay bây giờ đầu tiên thì bạn sẽ cần lắp pin cho chiếc điều khiển này. Khi lắp pin, bạn lưu ý là cái phần dấu cộng này sẽ nằm mặt bên trên bạn nhé. Phần có chữ này sẽ nằm mặt bên trên, còn phần không có chữ này sẽ lắp ở bên dưới. Sau đó lắp lại. Ok ạ. Đầu tiên cần phải mở nguồn cho chiếc đèn này. Bạn nhấn giữ ạ. Đó. Đây là chế độ đang chờ, nó sẽ có một cái đèn nháy ở đây bạn nhé. Và đây là điều khiển. Đầu tiên nó có 3 nút. Nút đầu tiên là có ghi chữ LED, tức là mở điện sáng ấy. Đó, màu đỏ này, xanh trắng này, màu đỏ, nháy xanh, nháy xanh, nháy đỏ. Cái nút bên này là xi nhan bên trái, xi nhan bên trái bạn nhé, xi nhan bên phải. Muốn đổi xi nhan luôn thì bấm luôn nút bên đó, và muốn tắt thì bạn bấm lại nút đó là sẽ tắt. Và rất hay đúng không ạ? Rất hay luôn. Đây là chế độ chờ. Và lắp đặt chiếc đèn này thì rất là đơn giản. Quạt vào đây. Còn phần điều khiển chiếc tay lái đây ạ. Và cái dây ngắn còn lại sẽ quạt vào đây và bắt lên tay lái. Và khi hết pin thì bạn dùng cái cổng sạc này, cái dây sạc kèm theo máy. Đây là cái chuẩn giống cái dây sạc của điện thoại Samsung. Vâng, rất thuận tiện và phổ thông. Và đầu chuẩn này bạn có thể cắm vào máy tính hay là dùng cục sạc của điện thoại. Vâng, và sau đây shop sẽ lắp lên xe bạn nhé. Lắp lên xe. Vâng, rất đơn giản đúng không ạ? Vâng, đèn màu đỏ là đang chế độ chờ điều khiển. Và phần điều khiển không dây sẽ lắp trên tay lái. Vâng, tùy vào cái nhu cầu của bạn là để cái điều khiển ở vị trí nào cho thuận tiện bạn nhé. Xe đạp đua, xe đạp địa hình hay xe đạp touring thì đều sử dụng được hết. Vâng, rất hay đúng không ạ?
Và ngay bây giờ shop sẽ điều khiển thêm một lần nữa bạn nhé. Vâng, đây này sinh nhan bên phải này bạn nhé. Tắt này, ấn lại là tắt bạn nhé. Đó, bên phải này, bấm nút bên trái là sẽ sang bên trái này. Bấm lại là tắt này. Rất hay đúng không ạ? Đổi chế độ này. Không dây bạn nhé. Không dây. Và bạn lưu ý là khi mà bạn đang bật xi nhan hay là đang mở led lên, giờ đang bên phải thì đèn ở bên phải sẽ sáng này. Không cần phải quay lại phía sau để mình kiểm tra xem là xi nhan nào đang sáng, đúng không ạ? Rất hay chỗ đấy. Vâng, số vừa giới thiệu và bán tới bạn chiếc đèn xi nhan 6007 pin sạc có điều khiển không dây trên tay lái. Vâng, bạn còn câu hỏi nào thắc mắc cần tư vấn thêm, sử dụng loại đèn nào, shop luôn có đủ đèn cũng như là xe bán tới bạn trên mọi miền Tổ quốc. Cảm ơn bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo từ kênh Xe Đạp Thể Thao VIP.com.